20 sẽ tăng mạnh. Theo thông tin mới nhất từ nhà phân tích uy tín Minh Chi Kuo, giá iPhone 2020 có thể sẽ tăng do được trang bị các công nghệ mới. Tiết lộ trong báo cáo mới nhất, Kuo cho biết, công nghệ 5G có chi phí cao, vì thế giá iPhone 2020 sẽ cao hơn tương đối so với iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Kuo cho biết, để tạo không gian cho modem 5G và các công nghệ mới khác, bao gồm anten mới, bo mạch chính trên iPhone 2020 sẽ lớn hơn khoảng 10%. Do đó chi phí sản xuất có thể tăng thêm tới 35%, bo mạch chính là một trong số các linh kiện đắt đỏ nhất trên iPhone của Apple, bên cạnh các thành phần giá đắt khác là màn hình OLED và chip A series. Nhà phân tích Kuo cũng cho biết, iPhone 2020 sẽ có thiết kế gợi nhớ đến iPhone 4, khung kim loại sẽ có thiết kế phân đoạn phức tạp hơn, quy trình đúc và ép phun mới, dùng sapphire hoặc kính để bảo vệ cấu trúc đúc rãnh. Điều này sẽ dẫn đến việc tăng chi phí khung kim loại lên tới 60%, chi phí cho kính cũng tăng từ 40 đến 50%. Do chi phí linh kiện tăng, Apple khả năng sẽ tăng giá bán lẻ cho các iPhone ra mắt năm tới. Có thể Apple sẽ bỏ qua việc trang bị 5G cho người kế nhiệm iPhone 11 giá rẻ hơn để đảm bảo mức giá thấp 699 đô la Mỹ như năm nay.